Em chào cả nhà, em là Nhung Dở Vlog đây. Hôm nay 20 tháng Chạp, em đi chợ bông Rạch Giá quay cho cả nhà xem Rạch Giá bán bông Tết như thế nào với cả nhà. Em mời cả nhà theo em. Đây là bông cúc nha cả nhà. Cả nhà có đẹp không nè? Không quá đẹp thì cả nhà ơi. Hôm nay em đi với bé Giàu này cả nhà. Bé Giàu ơi, con chào cô chú đi con. Chào bà cô chú, con đi làm bông. Bữa nay con đi với cô hai phải không? Dạ. Rồi bây giờ con đi, con dắt cô hai và ông bà cô chú coi bông đi con. Dạ. Bông đẹp quá cả nhà ơi. Quá đẹp. Cái này là bông cúc Đà Lạt nè cả nhà. Bữa nay bé Giàu dắt ông bà cô chú đi coi bông nè. Bên đây cũng bông cúc nữa nè cả nhà. Đó. Đó. Đẹp không? Ông quá đẹp phải không con? Kìa cái mai kìa. Mai kìa, vợ con biết mai không? Con đừng đụng nha con. Mấy cây mai này tao bó lại mấy bữa nay ở Rạch Giá mưa quá trời cả nhà. Hạnh quá đẹp rồi cả nhà ơi, coi nè cái hạnh nè. Quá đẹp rồi. Mấy bữa nay trời mưa hả, cũng gầu cho mấy người bán bông quá trời luôn. Quá gầu luôn thiệt á. Quá gầu luôn á, ngờ đâu bữa nay nắng nắng lại rồi. Mưa là nó nở bông mai nha anh ha. Bởi vì cái anh này anh bán mai dễ thương lắm nè cả nhà. Có ai mua xuống đây ủng hộ ảnh nha. Đây nè, để mình cho địa chỉ luôn nha, ngay chẳng góc này nè. Nè cái địa chỉ của ảnh đây nè. Đó. Cái số điện thoại của ảnh, anh bán cái cây này, cây bán cây thuốc xạ đen. Đó, có số điện thoại nữa nè cả nhà. Ủa anh ơi, cây thuốc này xạ đen là mình trị bệnh gì hả anh ha? Chiên về gan. Là cái cây thuốc xạ đen này chiên trị bệnh về gan nè cả nhà. Cái anh chủ anh bán anh nói nè. Người u gan mà nặng tội. Anh lên lên yên bán là anh ở đâu lên vậy anh? Ở Cái Mơn. Cái Mơn. Cái nhà có ai mua lại ủng hộ anh nha. Cái cây này thuốc này nó ở miền Bắc là. Nó ở miền Bắc đó. Đây nè.
nó anh đem về rồi anh có để số điện thoại của anh nè, có ai mua liên hệ nha. U gan rồi nóng gan rồi đủ thứ về gan là rất là nhiều người biết cây này uống hết. Dạ. Cái này là em không có quảng cáo nghe, tại vì anh bán sao thì mình chỉ nói cho anh thôi nha, chứ muốn uống thuốc trị bệnh gan gì đó thì liên hệ với anh nha. Chứ mình không có gành vụ cây thuốc này đâu nghe cả nhà, có sao nói vậy nha. Thấy anh dễ thương quá nè. Nè nè cây hạnh nè anh bán đẹp quá nè cả nhà. Có ai mua nhớ lại đây gốc này ủng hộ anh nha. Đây những cây mai xinh xinh của anh bán đây nè. Wow. Một cây nhỏ xíu vậy là nhiêu anh? Bông quá trời nhiều rồi nè cả nhà. 150. Trời cây này có 150 nè cả nhà ơi, đây nè. Đó. Quá đẹp luôn, này để bàn ở nhà mình đó cả nhà. Mình để mình thay thế những cái bông. Đẹp quá. Wow, có kìa. Mấy cây mai này là em thấy là chân cái này là vừa Tết luôn đó anh. Chân vừa Tết luôn á. Quá đẹp. Có ai mua lại ủng hộ anh nha. Đây có cây hạnh nhỏ nhỏ vừa vừa nữa nè cả nhà. Trái quá trời trái nè. Dạ. Mấy cái gốc này nó nhỏ vậy chứ, nhưng mà anh ấy nè, nó đẹp nè nè. Cái gốc này nè, coi cả nhà coi nè. Cái con này em tưởng tượng giống như cái con gì anh? Như con nai á. Như con nai vậy đó. Nó cây coi như con nai này lại nhiêu anh? Có 150 ngàn đó cả nhà. Ồ đẹp quá cả nhà ơi, đẹp quá đẹp quá. Nhớ ủng hộ anh nha. Quá đẹp. Đó. Đẹp quá. Quá trời trái đẹp rồi nè. Đẹp quá vào. Con thích không? Quá đẹp phải con nha. Quá đẹp luôn. Ôi năm nay mới vào được đi chợ bông luôn. Wow, những cây hạnh xinh xinh đẹp quá đi. Chỗ trái to to không là cả nhà ơi, trái nữa. Ô trái gì mà như trái quýt vậy đó. Ồ coi nè. Ô trái gì mà to. Nó to. Đẹp quá đi. Quá đẹp. Quay cho cả nhà coi cây ổi nè. Ồ, cây ổi trái thế nào quá cả nhà ơi. Quá trời trái luôn rồi. Anh cái cây ổi này trồng bao nhiêu năm mới được trái vậy vậy anh? Dạ dạ quá trời trái thấy không rồi. Dạ ôi cái cây gì đâu mà cái gốc nó cũng đẹp nữa, quá trời đẹp rồi. Bây giờ công nhận là con người mình thông minh thiệt anh ha, uống cây ổi không mà cũng đẹp gì cơ. Quá đẹp rồi. Đẹp quá. Cái chậu cũng đẹp nữa nha. Quá trời cây ổi.
mấy bữa nay trời mưa mà mấy cây mai vậy là cũng mừng rồi, nó không có nở nè, nó vừa tết nè, mấy cây mai nãy vừa tết lắm luôn nè. Ồ, cây mai này cái tàn nó bự nè cả nhà, cây mai này cái tàn nó quá trời bự luôn rồi nè, quá trời. Cây mai này nó bự nè cả nhà ơi, cái gốc của nè, cái gốc nó đẹp nè. Gốc nó đẹp quá đi, quá đẹp luôn rồi. Ôi, cái gốc với cái tàn nó đẹp. Đúng là mùa xuân mà. Mùa xuân đến rồi cái cây mai là nó nở coi nè. Trời ơi, mấy cái cây này chắc em nghĩ lâu năm lắm á. Mấy chục năm không đó cả nhà. Dạ quá trời cái gốc rồi. Sao lúc này cây mai cây nào nấy hả, uống cái gốc quá đẹp anh nhé, quá trời đẹp. Dạ. Ở quê á, cây nào cái nấy nhỏ nhỏ là mình thấy đẹp á, còn đi ra đây rồi một cái là cây nào cây nấy nó đẹp rồi nè, quá trời cái cây gì. Rồi cái tàn nó tới dài ra dưới này luôn nè cả nhà. Tàn nó dài. Không nhận uống hay quá. Bông giấy quá đẹp rồi cả nhà. Bông giấy quá nhiều màu luôn. Quá đẹp. Bông giấy quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp.
video này mình xin kết thúc nha cả nhà. Nhớ đăng ký kênh và like cho Nhung Vũ Vlog một like với cả nhà. Hẹn video tiếp theo với cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye cả nhà.